Hello, chào tất cả anh em, chào mừng anh em mình. Ngày hôm nay chúng ta nói chuyện một sản phẩm nhà Ralph Lauren, nó có tên là Polo Double Black. Và nếu như các anh em nào đang phân vân một cái sản phẩm có cái tên na ná đó là Polo Black thì cũng có thể tham khảo video này của mình, bởi vì cá nhân mình đã ngửi và theo như các cái nhận xét trên các cộng đồng ở bên nước hoa thì hai chai nước hoa Polo Black và Double Black có một cái nét tương đồng. Tất nhiên là nó không thể là 100%, nhưng cái mùi hương của nó có cái nét tương đồng, do đó nếu như các anh em nào đang phân vân cái sản phẩm Polo Black thì cũng có thể xem cái video này của mình. Và như thường lệ thì mình sẽ đánh giá trên cái quan điểm của mình những cái điểm mình cảm thấy nó là tốt và chưa tốt về mùi hương của chai nước hoa này. Ok, let's go. Ok, điều đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này đó là khi chúng ta nói đến nhà Ralph Lauren thì chúng ta hãy nghĩ đến Polo Blue, một trong những chai nước hoa bán chạy nhất ở Mỹ. Sản phẩm này luôn luôn được Jeremy Fragrance so sánh nó là Captain America, đại ý là cái chai nước hoa tiêu biểu, một trong những chai nước hoa tiêu biểu ở Mỹ. Và cá nhân mình thì ngoài Polo Blue thì mình cũng đã được người Polo Red, Polo Wood Extreme vân vân. Thì với Polo Blue nó là cái mùi hương rất là sạch, nó rất là fresh, giống như kiểu mùi hương Việt kiểu Mỹ đó. Thế nhưng so với bây giờ thì có rất rất nhiều những chai nước hoa vừa đảm bảo được cái tông mùi sạch sẽ, tươi mát và ngửi nó rất là thu hút hơn. Do đó Polo Blue có thể là về quá khứ nó rất là ok, thế nhưng với hiện tại thì mùi hương của nó rất là cũ rồi đó. Hoặc là Polo Wood Extreme, đấy là cái mùi hương trầm rất là tốt, thế nhưng với cái hot trend hiện tại có thể nhà nhà người người nhà nước hoa nào cũng phải có một vài chai về trầm thì nó cũng không phải là một cái gì nó quá là mới mẻ vân vân. Và cái chai mình cảm thấy thú vị của nhà Ralph Lauren này đó là Polo Double Black, với cái sự kết hợp giữa xoài, tiêu và cà phê đó, ba cái nốt hương mà các anh em khi mà xịt ngửi chai nước hoa này và cảm nhận thấy rõ rệt nhất đó là xoài, tiêu và cà phê. Ba nốt này nó sẽ tạo nên cái mùi hương trầm, điềm đạm và rất rất là nam tính. Nếu như các anh em nào không thích một cái mùi hương nó quá hoa vẻ hoa xoáy, nó hơi bị màu mè giống giống như các sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier đó, hoặc là Paco Rabanne, mà chúng ta muốn cái mùi hương đúng với chất đàn ông, không cần phải mềm mại, không cần phải uyển chuyển, chúng ta cần một cái chất đàn ông thu hút mà không bị cảm thấy quá là thô ráp giống như một số những nhà sản phẩm của nhà Tom Ford, thì Polo Double Black là một trong những chai nước hoa mình muốn gợi ý cho các anh em với cái tiêu chí đàn ông điềm bạc, điềm đạm và cũng vẫn rất là thu hút, không có một cái gì đó nó hơi bị thô ráp góc cạnh. Thì đây là một trong những chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho anh em, và đấy cũng là cái điểm đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này. Điểm thứ hai mình thích ở chai nước hoa này đó là mùa thu thì đang đến rất là gần rồi, và với không khí hơi se se lạnh chúng ta cần một cái mùi hương trầm ấm và khá là linh hoạt, thì Polo Double Black chúng ta cũng nên thử, bởi vì cái mùi hương này như mình đã nói nó rất là nam tính, và chúng ta có thể sử dụng xịt để đi làm, để đi cà phê, đại loại là những cái dịp mà trong phạm vi không gian hẹp thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chai nước hoa này. Nó không hợp để đi đến những chỗ đông người hoặc là không gian thoáng, bởi vì chai nước hoa này có một cái độ tỏa hương khá là bị gọi là gần đến ngưỡng vừa phải, nó vẫn dưới cái ngưỡng vừa phải, do đó nó không hợp để đến những cái chỗ không gian rộng. Nhưng trong một phạm vi không gian hẹp, ví dụ như là office, ở quán cà phê hoặc là hẹn hò đó, và đặc biệt là đi chơi buổi tối, đặc biệt là đi chơi buổi tối, nếu như chúng ta cần một cái mùi hương nó rất là phù hợp với cái buổi tối trời mùa thu, một cái mùi hương ấm và nó hơi cảm giác tạo nên cái dễ chịu cho người đối diện khi mà ngửi, thì Polo Double Black chính xác là một trong những mùi hương như thế. Do đó nếu như các anh em nào đang cần tìm một cái mùi hương dùng cho những ngày hơi se se lạnh đang đến rất là gần, thì và trong các phạm vi không gian hẹp, thì sản phẩm nhà Ralph Lauren này cũng đáng để chúng ta tham khảo. Nói như thế thì không nghĩa là chai nước hoa này không dùng được vào mùa hè, mà đây chỉ là cái cá nhân của mình, cái cảm trải nghiệm của mình khi mình sử dụng thì mình cảm thấy nó có lẽ là nó tốt hơn và không khí hơi hơi se se lạnh. Còn về mùa hè thì nếu mà chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể xịt, và tùy theo cái điều kiện, cái không gian của các anh em khi mà sử dụng thì chúng ta sẽ quyết định xem là có nên xịt hay không.
Còn cá nhân của mình thì mình vẫn cảm thấy là nó sẽ tốt hơn nếu như chúng ta sử dụng vào cái thời tiết trời hơi se se lạnh đó. Tổng quát lại qua hai điểm mình thích ở trang hoa này đó là với cá nhân của mình trong các dòng sản phẩm nhà Ralph Lauren thì Polo Double Black hoặc là Polo Black xứng đáng là những cái mùi hương rất là thú vị, bởi vì cái sự kết hợp nốt nguyên liệu khá là lạ, cà phê, tiêu và xoài đó tạo cái mùi hương rất rất là nam tính. Và đối với mình cảm thấy là trong cái tiết trời mùa thu hơi se se lạnh, chúng ta cần một cái mùi hương linh hoạt, chúng ta cần một cái mùi hương hợp với không gian hẹp và rất là thu hút đó, đặc biệt là vào trời buổi tối chẳng hạn, thì Polo Double Black chính xác là cái mùi hương mình muốn gợi ý cho anh em. Vậy để mình không thích ở trang hoa này là cái gì? Giống như một bài báo mình đã đọc thì người Pháp khi mà sử dụng hoa thì với hàm ý rằng họ rất là sexy, họ rất là lôi cuốn. Còn người Mỹ khi mà sử dụng nước hoa thì với hàm ý rằng họ rất là sạch sẽ. Và khi nó nhắc đến từ sạch sẽ thì có nghĩa rằng cái độ bám tỏa mùi hương của nó chỉ ở mức vừa đủ hoặc chạm ngưỡng gần vừa đủ. Và trang nước hoa của nhà Ralph Lauren này cũng không phải là ngoại lệ. Với cái tông mùi mặc dù rất là thơm, rất là ok, thế nhưng độ bám tỏa trái nước hoa này thì chỉ ở mức tầm từ 3 đến 6 tiếng. Và với cái quan niệm sử dụng nước hoa ở Việt Nam của các anh em thì chúng ta luôn có một cái xu hướng tìm một cái mùi hương vừa thu hút vừa có độ bám tỏa tốt. Còn những chai nước hoa như thế này thì có thể là các anh em sẽ cảm thấy không quá là thú vị, mặc dù mùi hương của nó rất là tốt, thế nhưng về cái độ hiệu năng của mùi thì chai nước hoa này thực sự là một cái vấn đề cần phải lưu ý. Do đó anh em nào nếu có ý định mua chai nước hoa này thì mình cũng xin nói rõ là mùi hương của nó thì rất là ok, rất là nam tính, đáng để chúng ta trải nghiệm. Và nhưng cái độ bám tỏa mùi của chai nước hoa này thì chỉ ở mức gọi là tầm từ 3 đến 6 tiếng đó. Và nếu chúng ta có ý định mua chai nước hoa này thì nên sắm thêm theo người mình ấy một cái chai chiết nhỏ để xịt để đảm bảo hiệu năng của mùi. Còn lại nếu như định sử dụng cả một ngày rời và chỉ xịt mỗi một lần thì mình nghĩ là nó tất nhiên là phụ thuộc vào tính chất da, nhưng cá nhân mình thì mình nghĩ nó sẽ khá là không đảm bảo được hiệu năng của mùi. Và đấy là cái điểm mình duy nhất mình không thấy thích ở chai nước hoa này đó. Tổng quát lại, cũng nên mua chai nước hoa này hay không, nếu như các anh em có thể khắc phục được cái độ bám tỏa mùi bằng cách xịt, có thể là ăn trưa xong chúng ta sẽ xịt dặm thêm một vài nhát để đảm bảo được hiệu năng của mùi, thì quan điểm của mình chúng ta nên thử mùi hương của nhà nước hoa này, bởi vì đây là một mùi hương không bị đụng hàng đó. Có thể là cái cách làm mùi của nó không phải là mới, thế nhưng mình cũng chưa thấy một chai nước hoa nào có cái mùi hương giống như Polo Double Black. Do đó về tiêu chí không bị đụng hàng, các anh em sẽ đảm bảo được mùi hương rất là nam tính, các anh em có thể đảm bảo được. Và duy nhất hiệu năng của mùi thì chúng ta cần phải nên cân nhắc hoặc là sử dụng chiết đó để xịt để đảm bảo hiệu năng của mùi. Còn lại đây là một sản phẩm đáng để cho chúng ta tham khảo đó, cùng với một chai hoa nữa đó là Polo Black, bởi vì như mình đã nói hai chai hoa này có cái nét tương đồng mùi. Do đó nếu như các anh em định tham khảo thì có thể tham khảo video này của mình đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em những quan điểm của mình về chai hoa Polo Double Black. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.